Tấm thiệp mời trên bàn, thời gian địa điểm rõ ràng, một tờ giấy kèm sổ liên lạc, ngõ tên bỗng dừng thay hoạn màn. Rồi ngày ấy rộn ràng khắp đường, con theo cha theo má già trẻ vô trường. Buổi chiều ấy nằm ở trên giường, tuột quần nghe ba la. Mày cũng chẳng bằng con người ta, ai nấy ôm con cầm hoa, còn tao phải nghe cô rầy la. Dài ba giấy khen nắm trên tay, đúng là mày không thể so với người ta. Tao ước không sinh mày ra, mày ngu quá cho thôi học nha. Buồn thay la la la. Nghĩ nhiều chuyện trong đời, sao thấy mình ngu quá trời. Liệu ngày đó đốt bả thiệp mời, kim ổng lại xe giặt vô trời, đành nằm sắp bị đập tơi bời. Nhưng thâm tâm con trách mẹ lại xa rời, một người đánh một người đôn lời mà lòng cay cay cay. Giờ con biết con thua người ta, hai đít như đang nở hoa, đập tung tóe thành niên gào la. Dài ba giấy khen nắm trên tay, ấy là thành cay mức so với người ta. Con biết mọi đâu mà ra, chàng di tính này xa càng xa. Buồn thay la la, la 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 la. Đón xem vào lúc 21 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1, bắt đầu từ ngày 5 tháng 3 năm 2016.